Hello, xin chào các bạn nha. Mình lại quay trở lại dưới đây và hôm nay mình sẽ review loài linh trưởng. Đây là con đầu tiên, con tinh tinh, con orang orang utan. Đó, con này siêu to khổng lồ luôn. Nên là con lớn nhất trong loài linh trưởng. Con này là con rất là ok, tiếp tục nha. Ok, phần thứ hai cho nhà. Con Mandarin cực kỳ đỏ. Con này là con khỉ đỏ chó hay là khỉ thích đỏ đây? Nó có cả hai đặc điểm luôn. Không rõ lắm. Mình đoán là khỉ đỏ chó. Vì nó có cái mõm đỏ chó ấy. Ok, chúng ta giới thiệu các bạn. Đây là một con mà mình hình như là chia sẻ bao giờ thì phải, nên là mình cũng không rõ lắm. Con dinh, con lemur. Đó, nhìn cổ mắt của nó kìa, nhìn như con rơi vậy. Ok, là một con mót cầy, con khỉ màu vàng với mũi siêu mực luôn. Ok nha. Alo alo, ở đây là con Godzilla. Và đây cũng là con cuối cùng TV trong buổi ngày hôm nay nha. Ok, mình cũng kết thúc video ở đây luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Goodbye, see you again.